Tỷ phú Hoàng Kiều kể chuyện đêm 7 ngày 3 vào ra không kể với Ngọc Trinh hé lộ một sự thật gây sốc. Giữa lúc câu chuyện vỡ nợ 3 tỷ đô trở thành chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng, lời giải thích của tỷ phú Hoàng Kiều về câu đêm 7 ngày 3 vào ra không kể khiến dân tình dậy sóng. Dân tình mới đây được fan xôn xao trước thông tin tỷ phú Hoàng Kiều vỡ nợ ở tuổi U80. Cụ thể trong một chia sẻ vào năm 2021, ông Hoàng Kiều cho biết không còn là tỷ phú nữa mà đang nợ nần 3 tỷ USD, khoảng hơn 68.000 tỷ đồng. Bây giờ tôi nợ nần như chúa trổm, bị lọt khỏi danh sách 400 tỷ phú ở Mỹ, tôi rớt đài rồi, từ một tỷ phú đứng thứ 148 với tài sản 3,8 tỷ USD, bây giờ nợ 3 tỷ USD và không còn là tỷ phú nữa, ông Hoàng Kiều chia sẻ. Công chúng cũng kháng nhau lại câu nói đêm 7 ngày 3 của vị doanh nhân này với những thái độ cười cợt vì suy đoán ý nghĩa đằng sau. Tuy nhiên, ông Hoàng Kiều từng lên tiếng giải thích về câu nói này. Ngữ nghĩa đằng sau muốn truyền tải không như mọi người nghĩ. Cụ thể, khi ông Hoàng Kiều từng khiến truyền thông bất ngờ khi chia sẻ về chuyện yêu Ngọc Trinh trong một cuộc phỏng vấn, các anh cứ cho đang thoải mái, tôi cũng nói luôn, tôi và Ngọc Trinh đêm 7 ngày 3 vào ra không kể. Sau khi câu nói này gây chú ý, doanh nhân này lên tiếng giải thích rằng đó chỉ là câu trả lời cho một phóng viên khi được hỏi về sức khỏe của mình. Tôi ngủ 7 tiếng vào ban đêm và ăn 3 lần một ngày, không tính đồ ăn nhẹ. Hoàng Kiều và người mẫu Ngọc Trinh hẹn hò từ cuối tháng 11 năm 2016 qua mai mối từ người con dâu của vị tỷ phú này. Sau khi xem bức ảnh của Ngọc Trinh, ông Hoàng Kiều đã chủ động liên lạc và ngỏ lời hẹn hò. Cả hai có khoảng thời gian bên nhau mặn nồng, bất chấp khoảng cách tuổi tác và sự phản đối từ dư luận. Thời điểm còn yêu nhau, vị tỷ phú này chia sẻ, tôi không tin là ông Larry King có 8 bà vợ và lần yêu nào cũng mới mẻ, xúc động như lần đầu tiên, bởi ông ta là người Mỹ chính cống, tình yêu của họ khó có chiều sâu và đương nhiên cảm xúc mỗi lần phải khác nhau. Larry có mối tình vài tháng mới yêu, nhưng tôi và Trinh yêu trong 3 ngày. Cảm giác của tôi mỗi lần yêu ư, cô xem, đã có trên 80 cô gái đi qua đời tôi, số lượng hơn thế nữa, nhưng có được mấy lần yêu, tôi cũng từng tâm sự với Trinh, tôi chỉ yêu 3 người mà thôi, và nàng là người thứ 3 mà tôi yêu tha thiết. 60 tuổi mới dậy thì, 70 tuổi mới biết đi vào đời, 80 tuổi mới ăn chơi, 90 tuổi ngoảnh lại nhìn đời xem sao. Cười lớn, tôi vẫn cứ yêu đời, nghĩ đến tình yêu chân thật, tôi có một người vợ trung thành đi nốt quãng đời còn lại và giúp nàng sinh thêm 2 đứa nữa, một trai một gái ở cái tuổi này. Ông nói thêm, tuy nhiên chỉ sau 2 tháng yêu đương, đến tháng 1 năm 2017, Hoàng Kiều và Ngọc Trinh thông báo chia tay. Vị tỷ phú này cho rằng Ngọc Trinh không xứng đáng với tình yêu và sự quan tâm của ông. Tỷ phú Hoàng Kiều sinh năm 1944 tại Quảng Trị và chuyển đến Sài Gòn sinh sống năm 1949. Ông cùng gia đình sang Mỹ nhập cư vào năm 1975. Thời điểm mới qua Mỹ, được biết Hoàng Kiều đã có vợ và 5 người con, tuy nhiên danh tính của những thành viên khác trong gia đình vị đại gia này đều không được tiết lộ. Nhờ có vốn tiếng Anh và mối quan hệ, Hoàng Kiều xin được vào làm việc tại phòng thí nghiệm của Abbott trong lĩnh vực điều trị bệnh viêm gan. 5 năm sau, ông lên làm giám đốc của bộ phận thử nghiệm và sản xuất sản phẩm làm từ huyết tương. Năm 1980, ông mua lại một phần cơ sở thí nghiệm của Abbott và thành lập công ty RAS, Rare Antibody Antigen Supply, phát triển tới 11 trung tâm huyết tương tại Mỹ vào năm 1985. Năm 1992, ông liên kết mở Shanghai RAS Blood Production sau khi hợp tác với Trung tâm Truyền máu và Huyết học Thượng Hải. Tới tháng 3 năm 2008, ông đảm nhiệm vị trí phó chủ tịch và sở hữu 37% vốn tại công ty này. Năm 2014, ông mua một nhà máy sản xuất rượu vang và vườn nho ở thung lũng Napa, thành lập hãng rượu Hoàng Kiều tại đây. Cũng trong năm này, ở độ tuổi 72, ông được Forbes vinh danh lọt vào top người giàu năm 2014 với khối tài sản 1,65 tỷ USD cùng với chủ tịch Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng. Năm 2015, ông mua villa Hummingbird Nest Ranch ở thung lũng Simi, ngoại ô Los Angeles với số tiền 33 triệu USD để xây dựng một trung tâm chăm sóc sức khỏe. Trong thời gian dịch bệnh vừa qua, dù đang ở Mỹ nhưng ông liên tục có những hoạt động hỗ trợ, ủng hộ quyên góp những hoàn cảnh khó khăn ở thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, khi Phi Nhung qua đời, doanh nhân Hoàng Kiều vẫn tuyên bố sẽ thay cố ca sĩ nuôi 23 đứa trẻ mồ côi, khiến nhiều người không khỏi cảm phục.